Búp bê sẽ thích gấu bông lắm đây. Tặng em nè. Bỏ ra. Nàng làm sao vậy? Ở mãi trong khoảng thời gian nhạt nhẽo này, ta quá chán rồi. Ta muốn có một cuộc sống vui vẻ như ngày xưa. Một cuộc sống như ngày xưa là thế nào? Thì chủ nhân của ta muốn tổ chức trò chơi như ngày xưa với biệt đội tắm cám ấy. Nàng không hiểu à? Vậy ta sẽ cố gắng để làm cho nàng vui. Lính đỏ, đi. Thật là khó chịu. Is đây. Vậy thì o này. Is tiếp nha. Bà đánh đi, ngâm gì mà lâu thế? Mẹ cứ thẳng đường mà xông pha, tính toán gì cho mệt thế? Mày biết cái gì mà nói? Học thì dốt mà cứ thích phát biểu linh tinh. Để tao chơi. O rồi, chắc chưa? Chắc, thế thì bà thua rồi đấy. Bà nhìn cho kỹ vào nha. Thua rồi. Đấy, con đã nói rồi. Vịt lại còn đòi khôn hơn trứng. Chơi lại, chơi lại. Chơi lại thì mang cái tay ra đây. Chơi tiếp nào. Chơi, chơi, chơi. Bảo thì không nghe, cứ chừa. Tôi chấp mà đi trước đây. Chấp thì mua sai rồi đấy nha. Không phải, đánh ra đây nè. Mày, điểm tao chơi. Stop, đến lượt tôi. Ui trời, mẹ cứ hết gốc giấy cho con. Đấy. Mày đánh cái gốc gì mà xa thế hả con? Mẹ chả hiểu gì cả. Gắp. Ui trời ơi. Yeah, chơi thì bại chơi rồi. Còn cái cây. À. Ba thằng rồi nha. Đấy, con đã bảo rồi. Không nghe con thì thua. Chưa chưa. Gắp. Mày đúng là cái phần đen mà. Là sao chổi? Giảm đâu đen đó. Đi ra chỗ khác. Đừng có ngồi cạnh tao. Nhanh. Người ta chỉ cho cách chơi. Đã không cảm ơn thì thôi. Mà lại còn mắng. Mày nghĩ tao cần à? Chơi lại. Đánh đi. Ở đây này. Ra chỗ khác chơi. Không thèm ở đây nữa. Mẹ ghẻ. Chơi tiếp. Bà Scary nghe cả đi. Đây à, đánh. Nè, yeah, thắng rồi. Tiếp, chỗ nào? Đây nè. Thắng nữa, cho bà nè. Đây tiếp. Lại thắng. Ui. Nani. Tài đỏ gắm. Ui là trời. Gan to thế. Gắp. Mày à, đúng là cái loại khung nhà giải chợ mà. Mày đi được mày đi luôn đi. Tao không có đứa con như mày. Luôn. Ờ, bà đuổi nó đi thật à. Mẹ chắc không? Tao chắc chắn. Này nhé, người mà đứng đợi con hả? Xếp hàng từ đây tới sông Cà Lô kìa. Ờ, thế mày đi tới sông luôn đi. Đây chẳng cần. Đi thì đi. Ghê gớm. Ok. Âu. Đi. Cảm. Đi thật à. Mày đi luôn đi. Đừng có về cái nhà này nữa nghe chưa. Tự dưng mà đuổi nó đi. Chơi trò khác. Bà cứ sao á. Chơi trò khác đi. Trò này mới vui hơn nè. Ý. Nhanh nhanh đi còn thắng cái nào. Muốn gọi đội chơi tôi à. Con mẹ ghẻ này. Bà cứ nói linh ta linh tinh gì đấy hả? Bọn ta đến đây không phải để chơi. Đi. Ăn tu si. La 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 la. Im. Bích. Nhanh lên nhanh lên. Tiếp tục. Kéo búa bao. Hả? Lại thua. Này chơi xấu. Chơi đẹp. Tấm tấm tấm, kéo ta lên, ta không chạy được nữa rồi. Nhanh 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 nhanh, nhanh lên, sắp rách quần rồi Tấm. Cảm ơn nàng nhé, tí thì rách quần. Chút cơ. Hả? Cái gì đây? Tấm, sao lại bắt bà già đến đây? Trật tự đi, sắp có trò vui cho các người rồi đấy. Nàng nhìn xem, như vậy đã đủ chưa? Hả? Búp bê, người định giở trò gì vậy hả?
Thả bọn ta ra. Cảm ơn chàng đã tặng ta một món quà thật là bất ngờ. Nhưng mà còn con Cám đâu? Cám á? Con gái tao đi du học rồi, không bắt được đâu, khỏi tìm. Vậy sao? Thôi được rồi, nếu các ngươi muốn về nhà thì phải tham gia thử thách của ta. Hả? Squid Game trở lại. Mày đừng nói là bắt bọn tao tách hạt thanh long đi nha. Đúng rồi, ăn thì tao còn làm được. Đúng vậy, kẹo đường thì xưa rồi. Giờ nhiệm vụ là tách hạt thanh long cho ta. Tách hạt thanh long sao? À, được thôi, hoàng thượng chơi trước đi. Ồ, nó đang làm gì đây? Cũng ngon phết đấy. Hoàng thượng, thì ra ngươi chọn cái chết đấy à? Mày tách kiểu gì đấy thằng con rể kia? Mọi người không tách đi, nhìn con làm gì, nó chém hết bây giờ kìa. Nếu muốn thì ta sẽ cho người chết. Người đứng yên đó cho ta. Stop. À, ta tách được rồi, thấy chưa? Khó thế mà ngươi cũng làm được sao? Nhưng mà cũng vui đấy. Giờ thì đến lượt người khác. Đến lượt ngươi rồi đấy. Ô, cố lên nè, cố lên. Trò đơn giản này làm khó được ta sao? Ê. Ôi dồi ôi, làm gì đây? Đang làm gì đó? Ngươi nhắm làm được không đó? Nó tính rửa thanh long hay sao ấy nè? Ê, hôm nay Tâm sẽ hướng dẫn cách tách hạt thanh long. Quá đơn giản luôn. Phải bóp thật kỹ, cho ra hết ruột thì mới tách hạt được. Ôi dồi, cách gì mà lạ thế? Không uổng công mẹ cho con làm việc nhà nhiều. Mở mắt ra mà nhìn cho rõ đi này. Tên lên tên mẹ ghẻ. Đến được bà. Mau tách nhanh lên. Ờ, bà lên trước đi. Bà già lên trước đi. Tôi theo sau. Làm đi, còn chưa nghĩ cách. Động não lên. Chết tôi rồi. Nhanh lên, mau làm đi. Nhanh lên kìa. Mày này, cho chừa này. Mày nha, đừng có bắt bà chơi nữa nha. Chất cơ, mau xử nó cho em. Chất cơ, xử nó. Các ngươi động vào tổ kiến lửa rồi đấy. Từ từ. Hay là cho bọn ta chơi với mày một trò nữa đi nha. Đảm bảo mày sẽ vui. Thế nào, chơi không? Được. Lính đỏ, chuẩn bị thử thách thứ hai cho ta. Tự nhiên lại đuổi mình đi. Nhưng mà đói thế nhỉ. Hay là bớt chút liêm sỉ, về nhà mẹ ghẻ nấu cơm cho ăn bữa nha. Ủa, Cứu ta. Ô, Cảm. Bái bà. Sao bà không ở nhà chơi với mẹ con mà ra chỗ nắng này làm cái gì? Mẹ ghẻ búp bê. Búp bê. Mẹ ghẻ. Thế thì chỉ có bị bắt thôi. Bà nằm đây trong giùm con cái vali nha. Mẹ ơi. Lại bắt bọn ta chơi cái trò gì đây? Đây là đâu đây? Ở trò chơi này đơn giản lắm. Ngươi chỉ cần chia ra ba vị trí. Người đầu tiên có nhiệm vụ đọc một câu ca dao rồi ngâm dài chữ cuối. Đồng thời người thứ hai phải liên tục nhảy dây. Và người cuối cùng có nhiệm vụ nhảy lò cò vượt các chướng ngại vật đến vị trí xoay vòi vòi. Sau khi xoay vòi vòi thì người thứ ba sẽ đứng đây và ăn hết số bánh này. Thế mà bảo dễ á. Đưa tay ra. Đây nè. Lòa hát luôn nè. Các ngươi hãy bắt đầu đi. Làm được không? Mẹ cứ tin ở con. Đi đi. Trời buồn trời đổ cơn mưa. Ta buồn ta ngủ từ trưa đến chiều.
Tấm ơi, đúng rồi, đừng cố gắng ngưng thật dài nhé, để ta còn chơi. Đúng rồi, không là không được về đâu. Ngủ xong lại ăn cơm chiều, ăn xong lại ngủ từ chiều đến mai. Tiếp đi Hoàng thư. Dạ, con nhảy đây. Tấm ơi, còn cố gắng ngưng dài vào nha. Mỏi, ôi dồi ôi, già rồi mà phải vận động thế này. Được rồi, vòi vòi hả? Ta sẽ chinh phục được ngươi. Mai, hơi ngươi cũng dài đó. Cố lên, cố lên. Nhảy làm gì nữa? Hết tiếng rồi còn cố làm gì? Sạch rồi à, rơi lại từ đầu đi. Tấm. Hả? Lại từ đầu á? Mẹ à, mẹ ơi, mẹ đang ở đâu thế? Nhảy sai này, chưa chưa. Âu, đâu, từ từ. Mày dám bắt nạt mẹ tao á? Mọi. Ai đó? Ngân nữa đi, để ta chống mắt lên xem hơi ngươi dài đến đâu. Ê ê búp chích 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 chích. Ê ê ê hả? Ồ búp bê, ngươi xem cái mic này làm sao hỏng rồi này. Mày này à, các ngươi dám à, đánh mẹ tao hả? Mày này đánh ngân lợn này không cần dùng gậy. Mày này nhà của tao, chưa biết sự lợi hại của tám hả? À, người dám dám bắt bọn tao làm thú vui cho mày hả? Đây 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 đây, nghiêng nó ra để con xử lý cho. Này chim cút. Ồ xa thế, đi về nhanh. Tấm, nàng có sao không? Mẹ, về gọi thái y. À, các người, các người dám. À, búp bê, em làm sao vậy? Em bị tội tâm cám đánh lén. Bọn chúng dám. Để anh